rồi thời gian sẽ dẫn em đi qua những lơ là mà mình đã.
theo thời gian, sợ mất em đôi mắt lại u sầu. Biết làm sao khi anh đã yêu em nhiều như vậy, muốn kể bên em tôi mỗi giây nhưng ngại cho em. Là con gái cứ phải bận lòng đắn đo khi hẹn hò, làm thế nào để có thể bên nhau như đã. Có lẽ cần một cái gật đầu xin cha mẹ về bên anh, để chẳng may đừng về chưa đông đã xe. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trong tiếng ồn rộn ràng, và hồn xa theo bước tay. Vùng đàn kia ta vẫn chờ, chỉ cần có phút giây được trao nhau thôi. Let's begin.